Hello các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Đồng. Thì đây, trên tay tôi đây, đó chính là một hộp đồ chơi các bạn nhá. Và các bạn xem tiêu đề video, các bạn đã biết bên trong đó chính là gì rồi đúng không? Ok, đây chính là súng bắn bi nhựa nhá. Và video lần này, súng bi nhựa khác hoàn toàn với video lần trước nhá. Mẫu mã sẽ khác. Có rất nhiều bạn bảo tôi là anh ơi, không có AK-47 à, không có shotgun à. Thì đây nhá, shotgun AK-47 luôn. Bây giờ không lấy phe nữa, chúng ta cùng đập hộp ra xem bên trong có đẹp không nhá. Ok, let's go. Ok đây các bạn nhá. Đây là đạn này. Rất là nhiều đạn luôn. Đây chính là nhân vật chính đây. Đây là một khẩu shotgun các bạn này. Đẹp chưa? Ui to vãi. Đây các bạn này. Đấy. Chất lượng chưa? Ui. Vừa nãy tôi cứa vào nó bị rách cái túi rồi. Đây. Đây là túi của khẩu shotgun nè. Đấy. Đây là AK-47. Vừa là AK-47 to và AK-47 nhỏ các bạn nhá. Đấy. Xịn sò chưa? Ok bây giờ tôi sẽ lắp ráp nhá. Con kia lắm mồm nha. Im. Thịt mẹ đi giờ. Bây giờ tôi sẽ lắp ráp lại các bạn nhá. Đầu tiên là khẩu shotgun này. Shotgun này có cả thêm cái báng súng này nữa, trông rất là xịn xòa nhá. Từ từ đã đâu nhỉ? Đây, băng đạn đâu nhỉ? À băng đạn đây. Băng đạn giả nhá, nhưng mà đút đạn ở đây các bạn này. Đấy. Cho đạn vào đây. Đóng lại. Đây cái đầu có đây. Phải không ta? Ừ đúng rồi. Đây là có ốc này, phải xoáy cái ốc này ra. Tôi sẽ test sức mạnh nhá. Khẩu đầu tiên nó chính là khẩu AK-47mm. Bây giờ tôi sẽ cho đạn vào và tôi bắn 3 phát để xem nó có thể phá hủy được viên đạn hay không nhá. Đây, đạn đây. Xem nào, đó đây nhá. Úi dồi nhiều quá. Khẩu AK-47mm này rất là đẹp luôn các bạn xem này. Rất là nhiều chi tiết nhá. Tay cầm này, hai tay cầm luôn. Tia laser này, băng đạn này, thấy chưa? Chẳng qua là kích thước nó nhỏ thôi, nó không to. Đấy. Mỗi khẩu tôi sẽ bắn 3 phát để xem khẩu nào là khẩu mạnh nhất nhá. Khẩu nào phá hủy được viên đạn to nhất, nhiều nhất, vụn nhất là khẩu ấy sẽ mạnh nhất. Phát đầu tiên nhá. 1, 2, 3. Ok, vỡ luôn, vỡ làm 3, làm 4. Tiếp nhá, phát thứ 2 này. 1, 2, 3. Ok, vỡ luôn. Vẫn vỡ làm 3, làm 4 nhá. Phát thứ 3 này. 1, 2, 3. Ui xời ơi, phát này vỡ dư luôn. Đấy, 3 phát nhá. 1, 2, 3. Ui dồi ôi. Kinh khủng chưa? Mạnh hơn khẩu AK-47mm luôn. Dư đạn luôn này. Chẳng qua là cái lúc lên đạn của nó hơi khó khăn thôi. Nó cứ tòi ra một viên, nó bị rắt hay là nó cái lỗ ống bên trong nó to hay sao ấy. Phát thứ 2 nhá. Ui giời. Đủ má, chưa bắn đã tòi ra rồi. Đúng là cái gần xịt kem ma túy này. Rồi. 1, 2, 3. Đấy, vỡ luôn. Tiếp, phát thứ 3 nhá. 1, 2, 3. Ui xồ ôi, mạnh chưa? Rất là mạnh luôn, nhưng mà được cái lên đạn chán quá. Thất vọng. Tiếp theo là khẩu AK-47 nhá. Đây này, AK-47. Màu gỗ các bạn nhá. Bằng nhựa thôi nhưng mà nó sơn giả gỗ. Bắn 3 phát nhá. Cho đạn vào đây. 1, 2, 3. Ui dồi ôi, kinh khủng chưa? Vỡ dừ luôn. Nó phải 19-10 với khẩu shotgun nhá. Phát thứ 2 này. Một, hai, ba. Ui dồi ôi, mạnh chưa?
mạnh hơn cả khẩu shotgun luôn. Phát thứ ba nhá, vỡ tan tành luôn. Phát thứ tư này, ui xa, vỡ dừ luôn, kinh khủng chưa? Quá xịn xò luôn các bạn nhá. Ok, tổng kết lại là khẩu yếu nhất đó chính là khẩu AK-47mm. Đấy. Xong đến là khẩu shotgun. Mỗi tội là khẩu này lên đạn nó cứ bị trội đạn ra ngoài. Khẩu này hơi chán. Đấy. Và mạnh nhất đó chính là khẩu AK-47. Rất là xịn xò luôn, đẹp chưa? Ok, thì bây giờ tôi sẽ test sự chuẩn xác của ba khẩu súng nhá. Đầu tiên, đó chính là khẩu súng AK-47mm nhá. Và đằng kia đó chính là 10 quả bóng bay mini. Bây giờ tôi sẽ sử dụng khẩu súng AK-47mm này. Tôi sẽ bắn xem 10 viên đạn nhá, tương ứng với cả 10 quả bóng bay, để xem trúng được bao nhiêu quả các bạn nhá. Thì khoảng cách tôi sẽ cách tầm khoảng bao nhiêu nhỉ, 4 mét đi, 3-4 mét nhá. Ok, bây giờ này tôi sẽ tháo này ra. Cái này chỉ để xách này thôi, chứ tháo ra thì mới ngắm được. Đấy, ok, khẩu súng AK-47mm sẽ bắn đầu tiên nhá. Let's go. Ôi giời, trúng nhưng mà không nổ. Hai quả. Rõ ràng mình ngắm quả bên đây nó lại lấy sang quả bên đây các bạn ạ. Lệch vãi trưởng. Úi giời, đường đạn khẩu súng này đi lệch lắm. Xin rồi. Úi giời, nó đi kiểu gì nhỉ? Ba quả. Rồi ok. 10 phát bắn thì trúng được bao nhiêu? 4 quả bóng bay các bạn nhá. 4 quả bóng bay. Ok, tiếp theo đó chính là khẩu shotgun các bạn nhá. Đây. Đây chính là khẩu shotgun nhá. Vẫn 10 viên đạn và tương ứng với 10 quả bóng bay. Bây giờ tôi sẽ thử bắn xem khẩu shotgun này có độ chính xác cao không các bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ tháo ống ngắm này ra. Tháo ra mới bắn được, vì cái này chỉ làm màu cho đẹp thôi, chứ không chuẩn đâu. Ôi giời, một phát này. Chưa rồi, hai phát này, úi giời. Cổ này skill mà phí quá. Chưa ra đạn này. Này, chưa ấy nó đạn đã bay ra khỏi ngoài rồi. Chưa ra đạn. Úi giời, vãi trường mà nó phát ra 4-5 viên liền. Ảo vãi. Chết rồi. Chán quá, khỏi này chán quá. Không trúng rồi. Úi giời. Vãi trường không ra đạn này. Một quả. Úi giời ơi. Vãi trường đạn. Tóm lại nhá, tôi khuyên các bạn luôn này, không nên mua khẩu này. Nếu mà có mua thì không nên mua khẩu này, tôi thề luôn. Tóm lại không nên mua sóc. Mua khẩu sóc băng ấy, nó có cái băng đạn rút về đây này, thì khẩu này bắn nó sẽ không bị rách. Thề khẩu này chán tay đái ra. Các bạn nhá, không nên mua khẩu này như thế này. Các bạn nhá, khẩu cuối cùng nhá, đó chính là khẩu AK-47 đây. Các bạn xem, đây chính là khẩu đẹp nhất và xịn xò nhất nhá. Tôi khuyên các bạn một lần nữa này, không nên mua khẩu shotgun kia nhá. Nếu mà có mua, tuyệt đối đừng lên mua shotgun. Mua lên mà mua sóc ấy thì hãy lên mua khẩu sóc băng, nó có băng đạn ấy. Đừng mua mấy cái khẩu mà nhét đạn ở cái đoạn chỗ bán. Thề luôn, bắn không ra thể thông công rãnh gì luôn. Ok, bây giờ sẽ test luôn nhá. Úi giời, trượt rồi. Phát đầu tiên trượt rồi. Một quả. Trượt rồi. Hai quả này. Chưa rồi. Ba quả. Một tiếp nè.
Lại trượt rồi. Các bạn nhá, tôi cho ông tôi bắn thử này, 10 viên đạn, bắn xem trúng bao nhiêu quả bóng bay nhá. Rồi, trượt rồi. Rồi, một quả. Trời, hai quả. Là gấp quá nhờ. Úi giời, ba quả luôn. Ôi, sượt rồi, trúng đấy nhưng mà sượt. Trượt rồi, trượt rồi. Úi giời, bốn quả luôn. Rất là đẳng cấp. Úi giời, năm quả. Rồi, trượt rồi. Trượt luôn. Hết đạn rồi, hết đạn rồi. Ui các bạn ơi, vậy là tôi đã review xong 3 khẩu súng các bạn nhá. Đầu tiên là khẩu súng Tiraser này, AK-47 mini nhá, shotgun và khẩu AK-47 khổng lồ. Đấy, tôi gọi là như thế nhá. Thì tôi khuyên các bạn này, nếu mà có mua thì hãy đừng mua khẩu shotgun như thế này nhá. Lé ra đừng có mua. Tôi khuyên chân thành luôn, đừng có mua nhá. Hãy lên mua khẩu này này, khẩu AK-47 này nhá. Mua khẩu này bắn xịn xò hơn, bắn chuẩn hơn các bạn ạ. Cái khẩu này lên đạn toàn rắc thôi. Đây này, khẩu này này, lên đạn một cái là cái lỏng nó to sao là đạn nó cứ tuôn ra. Chứ bắn nó đã tuôn ra rồi. Đấy, đây, mua khẩu đấy hoặc khẩu này nhá. Thì từ đấy giờ bắn súng, bắn bóng bay mới cả bắn xem khẩu nào là khẩu mạnh nhất đấy. Thì đây, khẩu này là khẩu mạnh nhất. Mạnh nhất và đẹp nhất các bạn nhá. Đây các bạn xem này, đẹp chưa? Báng này, trông rất xịn xò luôn nhá. Rất là to, cầm rất thích luôn. Các bạn nhá, các bạn mua thì các bạn hãy IB ở số Zalo ở dưới phần bình luận video nhá. Còn bây giờ video tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Đừng quên cho tôi xin một like, một share và đặc biệt là một đăng ký kênh, bật chuông lên để đón nhận video sớm nhất từ Nguyễn Đông nhá. Ok, bye bye. I'm rich.